Xin chào anh em đã đến với bản tin What tiếp theo của K9. Để mở đầu cho bản tin, mình xin phép hỏi là không biết mọi người có tham gia phiên đấu giá 5 ngày dưới búa tuần vừa rồi không? Nếu có tham gia thì anh em đã chi bao nhiêu kinh nghiệm tự do và có quy đổi vàng không? Vậy thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để mình biết rằng anh em có tham gia và chi bao nhiêu nhé. Đến với các tin tức thì mình sẽ bắt đầu một vài thông tin được lộ ra chưa chính thức, có thể sẽ thay đổi hoặc không ra mắt bất cứ lúc nào. Đầu tiên, World of Tanks Classic bản 0.7.0 là sự kiện ngày cá tháng 4 năm 2019. Đây là dịp để các tân thủ có thể xuyên không về quá khứ, khoảng thời gian mọi thứ thực sự là khác hiện tại. Từ đồ họa cho đến âm thanh, sơ đồ công nghệ thì ít quốc gia, chưa nhiều xe, xếp trận thì tào lao bí đao, cấp X có thể gặp cả cấp 1 anh em ạ. Và đặc biệt hơn, đạn vàng chỉ mua bằng vàng, pháo chưa có choáng và sát thương cực cao, có thể là one shot one kill. Wow, vân vân và vân vân. Nói chung, thời xưa cũ nó hoài niệm lắm anh em ạ. Đây sẽ là sự kiện rất là hay ho để cho cựu binh ôn lại kỷ niệm và những người chơi mới muốn tìm hiểu thêm về quá khứ World of Tanks nó như thế nào. Nếu mọi người chưa biết thì mình đang có một loạt video nội dung về những ngày xưa cũ đó, nên là đừng quên ghé qua nhé anh em. Tiếp theo là thông tin liên quan đến chiến dịch clan đầu năm 2022. Thông tin sẽ sớm được đăng lên trang chủ thôi, còn nộ ra thì chúng ta có như sau. Thời gian sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 2, 14 ngày chiến đấu, cộng thêm khoảng nửa tháng để tổng kết và trao thưởng. Các xe có trong danh sách như sau: T95, FV4201, vâng, Chieftain đây anh em ạ, Caro, nói chung là chiếc Caro 45 tấn, tên hơi dài một chút, Object 907, VK7201K, M60, T95E6 và 121B. Đây là danh sách lộ bên máy chủ Trung Quốc, nhưng chưa thể nói trước được rằng bởi vì máy chủ này có rất là nhiều điểm khác với lại máy chủ còn lại. Nếu giống nhau thì chiến dịch lần này sẽ liên quan đến những con quái thú đấu với nhau. Và anh em biết rằng ấy, mùa trước đấy của chúng ta chiếc Chieftain không xuất hiện anh em ạ. Nhưng có vẻ như Gaming đã quá nhanh chóng để cho chiếc Chieftain quay trở lại. Dự kiến xe mới chưa có. Dự kiến camo 3D có thể lắm, bởi vì mỗi lần có chiến dịch Clan War là y rằng Nguyên Minh sẽ làm ra một camo 3D mới. Thông tin tiếp theo về chợ đen 2022. Cách đây một tuần, trên trang chủ hỗ trợ của Player Support đã gỡ bỏ bài viết về chợ đen. Nhưng khoảng 2 ngày sau đó, vào ngày 19 tháng 1, bài viết đã được update trở lại anh em ạ. Và giữ nguyên nội dung sử dụng bạc, vàng hoặc trái phiếu. Mặc dù trước đó cũng đã bỏ cái từ trái phiếu đi rồi, bỏ từ bond đi rồi anh em ạ, trước khi gỡ bài. Đấy, chợ đen là một nguồn doanh thu không nhỏ của quê mình, đặc biệt là vừa sau phiên đấu giá 5 ngày, lượng người chơi tiêu dùng tài nguyên trong cái sự kiện này quá nhiều. Do đó, mình nghĩ rằng phiên đấu giá 5 ngày chính là phiên bản thống kê và phủ đầu trước để xem mức độ người tham gia có nhiều không và họ chi tiêu như thế nào. Rồi quê mình mới quyết định là năm nay có tiếp tục ra chợ đen hay không. Và theo mình, chắc chắn rằng chợ đen năm 2022 có thể sẽ quay trở lại, bởi vì nó là nơi kiếm tăng vàng rất tốt cho những người chơi miễn phí cày cuốc dùng bạc để chiến thắng các lô hàng anh em ạ. Tiếp theo về Super Test, chúng ta đã có thêm một chiếc xe tăng hạng nặng cấp 8 mới của Liên Xô, đó chính là Object 259A. Vâng, đây là phiên bản có ngoại hình và thông số đặc trưng điển hình của IS-7 hạ cấp xuống cấp 8 anh em ạ. Những cái thông tin đấy như sau: mũi giáo này, tốc độ tối đa cao này, khẩu pháo uy lực này, nói chung là vân vân và vân vân. So với lại con Lai K2 trước đây thì đây là chiếc xe mong đợi hơn hẳn anh em ạ. Thông số chi tiết và model hoàn chỉnh thì có ngay sau đây. Tân binh mùa 9 đã bắt đầu vào cuối tháng 1 anh em ạ, với những sự thay đổi gọi là hết ăn chùa tăng vàng rồi. Mình có thể tóm gọn các nội dung sau đây. Thời gian từ ngày 26 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 5, cập nhật thêm hai xe mới là chiếc VK16801 hay chiếc Mau Chamber đây anh em ạ, màu bồ đích cơ mờ, và chiếc VK4503. Cố định danh sách 5 chiếc xe cho tân binh và chỉ huy, chúng ta sẽ không thay đổi được. Đấy, chỉ còn 5 chiếc xe thôi thay vì nhiều chiếc xe như là mùa vượt trước. Nội dung thay đổi: 1. Tiến độ của tân binh giới hạn theo cấp xe. 2. Thay đổi về thưởng mỗi trận. 3. Giao diện nhiều thông tin hơn. 4. Sử dụng xe thuê dành cho tân binh. Và chi tiết mọi người có thể vào trang chủ để theo dõi nhé. Về bản cập nhật game sắp tới vào đầu năm 2022, chúng ta sẽ tiến thẳng lên bản update 1.16 luôn.
Thử nghiệm Common Step sẽ mở vào đầu tháng 2 với các nội dung chủ yếu là nhánh vô tăng, tăng hạng nặng mới của Mỹ với cơ chế xích vụ. Bổ sung thì cũng vào đầu tháng 2 chúng ta sẽ có khả năng là một đợt marathon thử thách mới, bởi dịp Tết Nguyên đán là dịp quan trọng với vài nước châu Á và Wyoming sẽ tận dụng để mở marathon và tăng doanh thu như đã làm với đầu năm 2021 chiếc 122TM. Và đó là những tin tức mà mình mang đến cho anh em hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ có kế hoạch sắp xếp để chơi Wolfenstein vui vẻ khi mà Tết âm lịch đang gần đến anh em nhé. Bye bye. Yeah.